dạ. Con này giới thiệu mua úc lên sầu dừa hả con? Đúng rồi. Mút cái đầu nha. Dạ. Ăn ngon này mai mút cô nha. Dạ. Cô bán từ mấy giờ đến giờ đây á cô? Cô bán là 4 giờ. 4 giờ chiều cô bán? Ở cứ Hải Dương nha. Ở dạ. Cứ Hải Dương nha. Dạ. Hải Dương là mai cô lại ngồi trên xe. Dạ. Cô bán hết sớm không? Tiếp theo. Tầm mấy giờ là cô hết rồi? Chẳng biết. Có hôm thì 8 giờ, có hôm thì 7 giờ, có hôm thì 9 giờ. Dạ. Bán không có hôm vậy, thế là ngày nào hết. Dạ. Bán 50-100 cháu ơi. Dạ. 50-100. Bán con 50 đi. Cháu ơi.